À, nhưng Đức thấy bây giờ như những vị cư sĩ à, lập đạo tràng rất nhiều nơi, nhiều chỗ. À, ngày Hoàng Niệm Tổ Ngài nói rằng à, cái Pháp môn tình độ này à, cư sĩ thành tụ rất là đông. Mà nhất là cư sĩ nữ. Tại sao? À, tại vì nữ niệm vật nhiều người nữ đi niệm phật rất là đông mình thấy à, một cái pháp hội mấy chục ngàn người trong đó ưu thế người nữ à, chiếm hết nam mấy người giống như recording in progress đạo tràng ở dưới An Giang Long Xuyên à, Phước Tịnh đang ngồi niệm Phật thì à, được à, leo que mấy ông này là cũng nhiều lắm rồi đó, vậy là nhiều lắm, nhiều đó mà mà được nam nhiêu là nhiều lắm rồi. Còn ví dụ như cô Diệu Minh thì như được có một ông một ngồi bì hay sao, từ nơi đó mà đa phần nữ vậy, nhìn nguyên vàng dưới đây thì có được có ba cô kim quy đàn ông với thằng đứa, thằng nhỏ con của chàng lâm gì nhiều nữ không <laughs> nên từ nơi đó mà nữ niệm phật đông mấy vị biết rằng là à, về sau thì cái, cái pháp môn niệm phật này lạ thay cư sĩ tinh sâu cư sĩ tinh sâu và cái pháp môn niệm phật này nó áp dụng vào cái cuộc sống dễ nên hòa thượng ấy thì ngài nói một câu nói niệm phật không chở ngày làm việc làm việc không chở ngày niệm phật và pháp môn niệm phật này nếu mà đưa lên cao xa thì nó không còn là pháp môn uh, tam căn phổ độ phạm thánh tề thâu nữa mà cao xa thì cái người làm việc uh, cư sĩ ngoài đời lại không phù hợp pháp môn tịnh độ này là áp dụng trong công việc từ nơi đó mà cái người cư sĩ người ta làm việc được người ta tu được nên người ta áp dụng cái môn tịnh độ này rất là đông nhưng đức thấy bây giờ là hàng cư sĩ người ta lập đậu tràng gia đình nhiều đậu tràng gia đình rất nhiều ít thêm cái nữa là lâu lâu mình tập trung mình cộng tu một cái thôi mình uh, xong rồi ai nặng về nhà nấy cuộc sống cũng tự lo nó nhẹ hơn là ở một nơi mà quá đông thí dụ như ở một nơi mà quá đông đi nếu như người có duyên phước thì còn lo nổi chứ người thiếu duyên phước là vất vả khổ lắm đó. mà thêm cái nữa là cái người mà đứng tổ chức cái tổ chức làm việc cái tổ chức bị trở ngại lớn vì cái con đường tu của người ta lớn lắm mình thì mình lại mình tu mình giữ chương trình tu một chút thôi xong mình đi về mất tiếng nhưng mà để lại một cái công việc cho họ họ làm suốt họ không tu tập được còn hai cư sĩ thì ví dụ như mỗi tuần hay gì một cái ngày mình tập trung mình cộng tu cộng tu xong rồi mình về nhà mình, mình lo việc nhà của mình rồi mình tiếp tục mình niệm vật. nó không phải là đông quá không phải bận tâm nhiều quá nên nó rất phù hợp để mình niệm Phật giảng sanh. Tại vì mình có thời gian để niệm Phật. Nên từ nơi đó mà, Vì vị nhớ nha, Cái tập trung đạo tràng niệm Phật, Chưa chắc giảng sanh. Mà tại gia đình niệm Phật, Mỗi người, Mới nắm chắc giảng sanh. Tại vì sao? Vì khi mình tập trung đông người niệm Phật, Là mình phải niệm Phật. Nhưng mà mình về nhà mình không niệm Phật Như vậy thì quý vị, vị nghĩ Thí dụ như giống một ngày cho ăn Mà ba ngày chịu đói thì không chịu nổi Đúng không? Nên đạo tràng tập trung niệm Phật là để làm chi? Là để ảnh hưởng cho cái pháp tu Tại vì pháp tu này có nhiều người tu Ảnh hưởng cho cái pháp tu Thí dụ như những đức tổ chức những chương trình tu đông người nó chưa chắc thành tựu được giảng sanh Nhưng mà nó là ảnh hưởng cho cái pháp tu Mà ảnh hưởng cho pháp tu này Để cái pháp tu này nó rải rộng ra Cho nhiều người người ta tu Vì người ta thấy rằng cái pháp tu này Nhiều người tu Nên Sức ảnh hưởng của pháp tu lan rộng Mà cái cực kỳ quan trọng Mà từ xưa tới giờ những đức mong muốn đó là gì Đạo tràng gia đình Cái đạo tràng gia đình là từ xưa giờ Những đức nhắc suốt luôn Nên tượng Phật là những đức gỡ không biết bao nhiêu mà nói Đặt tượng Phật quá nhiều Tại duyên những đức hết thôi Chứ nếu mà tiếp tục những đức làm tượng Phật cả đời Thật sự tượng Phật như đức làm cả đời Nên khi mà Qua đời những đức gọi là Người ta tạm ngưng Những đức thật sự trong lòng những đức là muốn lập đạo tràng gia đình Mà bây giờ những đức nhìn Cái râm này nó đã hình thành trước mặt cho những đức Đủ duyên Từng gia đình, từng gia đình, từng người, từng người, từng người hai người Gia đình một cái người, một cái người, niệm Phật Vì nhớ nha Tập trung một cái đạo tràng niệm Phật như vậy Đó là Đỡ cho những người có khi người ta mới biết tu Người ta lợi Có đông người để người ta cộng lực để tu Nhưng quý vị muốn thành công là Trong đạo tràng này Mỗi người tại gia đình Mỗi ngày phải dụng công tu Mà nếu như dụng công tu mà Không có một pháp tu Rõ ràng là quý vị sẽ bỏ cuộc đó Sẽ bỏ cuộc á Nên cái room này rất là hay Quý vị thử vô đi Vô bị tu rồi quý vị sẽ không bỏ thời gian Tại vì sẽ vô đúng giờ tu sẽ đúng giờ dắt đàng hoàng luôn Rồi bằng ngày lúc nào rảnh là vô tu Còn tới lúc nào mình tập trung lợi đạo tràng tu là mình tập trung lợi liền Lúc nào mình tập trung là mình có ngày giờ mình báo hết chứ anh ơi Rồi lúc nào mà mình không có tập trung tu Thì tại nhà mình mình niệm Phật Rồi trong công việc mình mình niệm Phật Đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật Gây dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh để niệm Phật Cả đời mình cứ gây dựng vậy mình thành công Đó nhớ kỹ Nên những đức nói rằng là À, trung bình là thứ có nghĩa là sáng tối là cái rung của mình là hơn 2.000 người niệm phật đó nghĩa là 2.000 gia đình niệm phật quý vị nghĩ mà 2.000 người này lo không đơn giản gì như những đứa ta từng lo ngộ ghê quý vị mấy điểm chùa chúng ta lúc trước khoảng 2.000 người khi những đứa bước ra ngoài tự nhiên cái rung bây giờ nó cũng lên có 2.000 hơn 2.000 nằm vậy đó ngộ ghê nếu mà cái số lượng này mà, mà tu nó lan tỏ không đơn giản đó quý vị ơi đây cũng là đậu tràng không đơn giản rồi đó dữ dằn rồi đó ừ. nhưng mà quý vị biết rằng khỏe lắm khi những đứa tu tập xong những đứa xuống thì có hai ba người ăn cơm thôi còn nếu như mà tập trung hai con người này mà khi mà tu xong xuống ăn cơm lo không đơn giản à thấy chưa nên từ nơi đó mà ông bồ tát sắp xếp cho mình một cái đậu tràng trên không chung mà số lượng người rất là đông mà từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình Còn những thờ này thì cũng cả ngàn thành viên niệm Phật cái dạng đó Ba cái trang rung gom lại Rồi những người, người ta trực tiếp Số lượng đông lắm đó Thì quý vị thấy rằng là Cái pháp môn niệm Phật này nó đang lan tỏa Đối với người cư sĩ Sức ảnh hưởng lan tỏa người cư sĩ mạnh hơn Và thêm cái nữa là gì Quý vị muốn chuyên tu như vậy là Quý vị mỗi một gia đình Và tập trung lại là nhà cư sĩ Chừng mấy chục người gì quyết định quyết định cái pháp tu chuyên tu này được nhưng mà nếu như một tổ chức thì nó quá nhiều người người ta chưa chắc chấp nhận cái cách chuyên tu thì khó đi vào chuyên tu của những ngôi chùa là như vậy còn gia đình là cái quyết định một cách tu và tập trung mấy chục người trong nhà cư sĩ thì quý vị có thể duy trì chuyên tu cả đời duy trì chuyên tu cả đời phải bị không theo mùa đúng không nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này là cái pháp mà gọi là Nhìn thì đơn giản Nhưng nó rất phi thường Đơn giản là dành cho người đơn giản Bình dân, buôn bán Bệnh quản, đều tu được là đơn giản Phi thường Là bậc đẳng giác Bồ Tát Như Ngài quan Âm Thấy Chí Văn Thù Vũ Hiền Dẫn tán tháng Pháp Môn tinh Độ này Là phi thường nó, Nhìn thì thấy bình thường Nhưng khó giải thích Thật sự mà nói nếu mà nói tịnh độ này Mà ai mà nói mà để giải thích cái tịnh độ này thì quý vị chịu thua đi. Tịnh độ này chỉ có tán tháng thôi. Chứ không có giải thích nổi. Vì sao? Vì chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Nên chúng ta đang nói đây là tán tháng tịnh độ thì chứ không có giải thích nổi tịnh độ. Vì tịnh độ chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng thôi. Nên quý vị thấy ai mà giải thích tịnh độ cách này cách kia cách nọ là quý vị coi chừng sẽ bị thất bại. Tịnh độ này chỉ có gây dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh. Lão thật niệm Phật giống như cái câu mà Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói rằng Niệm Phật là việc của mình niệm Tiếp dẫn gian sanh là việc của Phật là Nếu như quý vị mà tin như vậy Vì dụng công tu thì vì thành công à. Còn nếu như tự ý của mình Mà đưa ra cách này cách kia cách nọ nhiều quá Có chừng chúng sanh khó tu Và thêm nữa con người bây giờ người ta quá bận biểu Người ta sẽ cực kỳ khó tu Nên Pháp môn tịnh độ này là các Pháp môn đi vào tính nguyện Gây dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh Dù cho mình gặp sự trở ngại gì mình dấp ngã gì mình cũng phải đứng lên tiếp tục niệm phật tại vì một đời nó sẽ đi qua mình quyết tâm mình cứ niệm phật đi là mình thành công quý vị biết rằng là nếu như mỗi ngày quý vị có thời gian bị dụng công tu vì sẽ thấy niệm phật lễ phật an lạc vô cùng thật sự sự an lạc này không có một cái vị nào bằng cái pháp vị niệm phật cả pháp vị niệm phật là thù thắng nhất nên quý vị nhớ rằng thời gian con người nó sẽ đi qua rất là mau quý vị Hãy nắm bắt cơ hội cố gắng niệm Phật Đi đứng nằm ngồi niệm Phật Thí dụ như mình đến đầu vàng đông người thì Mình tu xong một chút nha Một tiếng, hai tiếng, hai tiếng rưỡi gì đó Mình tu xong rồi quý vị sẽ thấy nè Bắt đầu mình nấu ăn đồ này kia này ha Phải mình tạo điều kiện cho tới vui chứ Mình nấu ăn xong rồi có khi mình ca hát dài bản Là có chừng hai tiếng mấy đồng hồ đó mất tiêu Quý vị nhớ Để ý nha Nếu mà ai mà thật sự niệm Phật muốn giảng sanh á Để ý đi Để ý trong cái đạo dạng mình sẽ thấy à nhưng mà nó phải đi từ phương tiện đó để dẫn dắt Dẫn dắt nhiều người nó bình á Dù mình có công phu mình cũng phải ở trong đó đó Mình mới biết mình công phu thì sao Còn nếu như mình bỏ người ta thì bản thân mình nó không phù hợp thôi Nhưng mà quý vị tỉ mỉ để ý đi Khi mà tu hai tiếng mấy đồng hồ xong sức mồ hôi Bắt đầu là cởi áo chàng đi ra bắt đầu nè Nói chuyện ưm xâm nè Chàng ra bắt đầu nói chuyện dữ lắm Bắt đầu đồ ăn đâu đồ ăn đâu dọn lẩu đồ lên coi Đồ ăn dọn lên coi rồi xong ăn xong rồi phước tịnh hát vài bản coi nó thí dụ thấy không xong rồi là bắt đầu quý vị biết rằng là cái tản mát của hai tiếng mấy đồng hồ đó của chúng ta bị mất đi và cái hương vị của niệm phật chúng ta bị tản mát mất đi nên những đức nói cái thành công của chúng ta là ngay gia đình mình đó ngay nhà mình mới bị mà niệm phật đó tại vì nó sẽ không có cái này nó làm cho vị hưởng được cái vị niệm phật luôn và mỗi ngày hưởng cái vị niệm phật rồi đi đứng nằm ngồi Chị trồng rau hay trồng ruộng lúa gì đó buôn bán gì đó mà niệm phật cái vị niệm phật nó nằm ngay chỗ đó mỗi ngày mỗi ngày luôn điều 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 điều, điều luôn rồi quý vị sẽ thành công gì pháp môn niệm phật này còn nếu như chờ tới ngày đậu tràng mới tập trung để hưởng cái vị này một chút rồi bước ra ngoài tản mát mắt luôn là quý vị tu cả đời cũng không thành công chỉ kết duyên thôi chứ không bao giờ thành công vì pháp môn niệm phật giảng sanh nhớ kỹ điều này nghe cái này rất quan trọng đó nếu như những đức mà ở trong chùa tiếp nói hoài cái cách đó nghe hướng dẫn người niệm phật đông y y nuôi người già thiệt đông luôn làm pháp hội mấy chục ngàn người luôn cứ cái đà như vậy những đức nói nếu những đức mà không xảy ra vấn đề pháp hội những đức sẽ lên 100 trăm ngàn người cho quý vị biết đó, chứ không đơn giản á à, cách những đức tổ chức là lên 100 trăm ngàn người á nhưng mà xin thưa quý vị cuối cuộc đời những đức sẽ không bao giờ giảng sanh những đức chỉ hưởng được phước báo nhân thiên thôi có khi nhân thiên còn chưa chắc hưởng được cái sự tán thán của thế gian pháp vì vì sao thì biết không Những đức chỉ làm như vậy Và có thể nói được Nhưng mà hành trì về niệm Phật Những đức lại không có thời gian Nói thật sự không phải là không có thời gian Mà là chúng ta bị lạc đi Lạc đi con đường khác Chúng ta làm giết rồi Chúng ta không dụng công tu được Nên chúng ta dùng cách này cách kia nói rằng Mình không có thời gian Gọi là lâu ngày làm biến niệm Phật Nhưng mà lại tán tháng niệm Phật Nên gọi là hữu khẩu vô tâm Không giải sao khi những đức ra ngoài một tháng mấy nay như đức dụng công tu nè những đức mới thấy rằng là mình hữu khẩu vô tâm tuy là những đức có duyên nè khuyên người niệm phật rất là đông đó nhưng mà những đức lại không hành trì để hưởng được cái vị niệm phật những đức không hành trì để hưởng được cái vị niệm phật mà những đức có thể nói chuyện vui trong cái thế gian pháp đó nhưng mà những đức cũng dẫn dắt rất nhiều người niệm phật nên bây giờ nó mới thành tựu được cái cái rum này mà số lượng mấy ngàn người nè không đơn giản á nhưng mà nếu những đức cứ cái đà như vậy mà làm cả đời luôn 100% vì những đức sẽ không giảng sanh Cái tâm của những đức luôn luôn mong muốn người khác giảng sanh Nhưng mình thì đi ăn bánh canh ừ. Thì nghĩ đi Ăn bánh canh thì chưa chắc ăn được luôn nữa. Nó thiệt với vị luôn Nên lúc trước à, Nói đi bán bánh cam Nhiều người cũng tưởng đi bán bánh cam phải không Cam chịu khổ đau Cam chịu thiệt thòi Cam chịu vất vả khi bước ra ngoài. Đó là bán bánh cam đó. Là cam chịu quý vị hiểu chưa? Chắc quý vị ít, ít ai hiểu cái vụ này đúng không? Không hiểu cam chịu hả? Lúc đó nó chưa cam chịu. Nên muốn cam chịu khó khăn, cam chịu vất vả. Nà, cam chịu mọi mặt để quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nà, chắc nhiều người tưởng như Đức đi bán bánh cam thiệt. À. nó đến bây giờ giải thích cho vị nghe cam chịu nghe sau này mà có gặp sự gì trở ngại hay là bị, bị thiệt thòi cái gì thì nhớ cái câu cam chịu khổ đau nghe niệm phật tin nhân quả với cam chịu khổ đau cam chịu vất vả cô nguyệt cô cười kìa chỉ chỉ mấy bà kia chứ mấy bà kia chắc là buồn khóc gì đó tôi nói thấy bà thấy chưa tôi nói với bà mà bảo tin tôi <laughs> hiểu không nên mong quý vị nắm chắc câu vật hiệu này Chứ không phải là tập trung lại tu đông Mình vui xong mình tản mát Mình về nhà mình không tu nghe Khi cơn vô thường đến uổng lắm Có khi người ta thấy mình tu dữ dằn vậy Mà đến khi mình mắc đi Nó nó không tốt người ta lại phỉ bán tịnh độ á Nên hãy cố gắng Vô đạo tràng tu Hỏi Phước Tịnh Coi cái room sao đăng ký Về nhà sáng tối tu Mỗi ngày những đức tu năm thờ đó nếu tu năm thờ quý vị bèo bèo cũng được ba thờ chứ Thấy không Ta năm thờ mà ta làm được Bây giờ quý vị mà 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 mà, hai thờ không làm được Nó là thôi á nó Nên từ đó, đó bắt đầu từ ngày mai là Buổi sáng là Là bớt là 15 phút là là thường là 4 giờ rưỡi bữa nay 4 giờ 15 thôi 4 giờ 15 thôi bớt lại để cho nói chuyện 15 phút đó còn nhiều thời gian cho người ta lo gia đình Thôi thôi nó trễ quá tới 6 giờ cái Nhiều người ta cũng bận biểu quá Nên nó, bớt là 15 phút Rồi tối đêm nay nè nó 12 giờ khuya nè Ai thích thì vô tu chung Thử cái coi Thử cái coi 12 giờ khuya Coi tu có ngắt ngay không biết Vì nhớ nghe 12 giờ khuya Vì tu nghe Vì ngắt ngay với Phật a Di Đà Vì niệm mà thôi nó Bê bê bê, bê. <laughs> Lúc đó quý vị thấy 12 giờ khuya niệm Phật cỡ nào nhưng mà cái thờ khóa này lúc trước những đức nghĩ rằng là thứ bảy mỗi tuần những đức dụng công 12 giờ khuya là vì những đức muốn đủ nhiều người niệm phật để cầu nguyện cho ở ngoài mà bảo miền ngoài ngoài quý vị nhưng mà khi những đức vô 12 giờ khuya thì những đức tu rồi nghe quý vị những đức thấy quá đặc biệt quá đặc biệt luôn nên từ nơi đó mà những đức tiếp tục cái thời khóa 12 giờ khuya này để tu tập nên quý vị ai vô tu được thì vô tu để cầu nguyện cho thắng bằng quyến thuộc của mình 12 giờ khuya là giờ âm quý vị nên từ nên đó cầu nguyện thù thắng lắm chứ không dẫn đâu nha thử đi 12 giờ khuya thử coi tu làm sao nha. thôi chúc quý vị an lạc quý vị ơi ai dưới đào phật ai dưới đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị ai dưới đào phật ai dưới đào phật ai di đào phật chúc quý vị khỏe nha chúc quý vị an lạc nha